Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sống để Hạnh Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành chút thời gian của mình để theo dõi và ủng hộ những video clip của chúng tôi. Quý vị thân mến, thời gian là thứ mà chúng ta muốn có nhất, nhưng cũng lại là thứ mà chúng ta lãng phí nhất. Không giống như tiền bạc, thời gian không thể nhân lên, vay mượn hay lấy lại được sau khi bạn đánh mất nó. Với suy nghĩ đó, hàng tỷ người đã chọn dành thời gian cho những việc có ý nghĩa, các hoạt động và trải nghiệm, cho phép họ tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Thời gian được sử dụng một cách khôn ngoan có thể giúp bạn kiếm tiền, xây dựng các mối quan hệ tốt và tận hưởng những trải nghiệm cuộc sống ý nghĩa và đáng nhớ. Vậy nên hãy sử dụng thời gian hợp lý nhất có thể và hãy tận dụng nó để làm được 4 việc này thì cuộc sống về sau của bạn mới thật sự trở nên ý nghĩa. Mời quý vị cùng đón xem. Nếu quý vị thấy clip này hay và ý nghĩa thì hãy chia sẻ đến người thân của mình quý vị nhé. Đời bạn sướng hơn rất nhiều nếu làm được 4 việc này. Thứ nhất, luôn suy nghĩ tích cực. Nếu bạn phàn nàn thường xuyên thì bạn sẽ trở thành một nam châm năng lượng tiêu cực và năng lượng tiêu cực đến với nhau sẽ làm cho cuộc sống của bạn trở nên khó khăn hơn. Khi ai đó hỏi hôm nay bạn thế nào, một số người chỉ đáp lại quá mệt mỏi, một ngày dài, cả ngày đều phải làm việc hay đại loại thế. Một số người sẽ trả lời với một sự tích cực nhỏ nhoi trong ngày. Bạn xem, nếu như ai ai cũng tỏ ra mệt mỏi khi đối diện nhau thì cuộc sống này thật nhàm chán. Vì vậy, đừng để suy nghĩ tiêu cực lấy đi cuộc sống đẹp đẽ thời thanh xuân của bạn. Hãy có thái độ sống lạc quan, nếu nó không phải là sự lạc quan thiên phú thì sẽ mất một chặng đường dài để trở nên năng động và cởi mở hơn. Cố gắng tự cởi mở lòng mình, cung cấp năng lượng tinh thần cho người khác và nói chuyện với những người năng động hơn. Mọi người có thể truyền cảm hứng cho nhau, tất cả chúng ta, ai rồi cũng đều có những ngày tồi tệ, nhưng cố gắng thể hiện những điều có thể làm cho chúng ta hạnh phúc. Thứ hai, có được các mối quan hệ sâu sắc và lâu dài. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng kết nối xã hội không chỉ giúp mọi người hạnh phúc mà còn giúp cải thiện sức khỏe, thậm chí là có khả năng kéo dài tuổi thọ. Và con người có đặc tính xã hội rất cao. Đó là bản chất của chúng ta và chúng ta không thể sống một cuộc sống mà không có sự tương tác. Các mối quan hệ khuyến khích những hành vi tốt có lợi cho chúng ta, giúp cải thiện tâm trạng và sức khỏe tổng thể của chúng ta. Trong cuộc sống, sự phát triển và thành công của mỗi người không chỉ nhờ vào nỗ lực làm việc chăm chỉ đơn phương, mà còn nhờ vào kỹ năng xây dựng và khai thác mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh. Thứ ba, tự do làm điều mình thích. Sự giàu có thực sự là không phải đi học, không phải dành thời gian cho những trò thị phi, không bị sẩy chân vào các trò chơi địa vị, không cảm thấy như bạn phải nói có, không phải lo lắng về việc người khác đòi thời gian và năng lượng của bạn. Nhiều người đánh giá cao sự tự do vì nó cho cơ hội theo đuổi những điều có ý nghĩa mà không có những hạn chế không cần thiết bên ngoài. Sự tự do giúp tăng cường khả năng sáng tạo, tăng năng suất và chất lượng cuộc sống. Tự do giúp bạn thay đổi mọi thứ trong cuộc sống, tự do suy nghĩ cho chính mình, tự do làm việc theo thời gian của bạn, tự do thể hiện cá tính hoặc đầu tư vào điều gì đó có ý nghĩa hơn đối với bạn. Thứ tư, tìm được một công việc có ý nghĩa. Chúng ta dành rất nhiều thời gian để làm việc, gần 8 giờ một ngày, ít nhất 40 tuần một năm và kéo dài trong 40 năm hoặc có thể lâu hơn. Nó chiếm một tỷ lệ khá lớn của quỹ thời gian eo hẹp mà chúng ta có trong cuộc sống. Sử dụng tài năng và khả năng của bạn ở hạn mức tối đa trong công việc không chỉ giúp bạn thể hiện bản thân mà còn là cơ hội hiếm có để kết nối mọi người với xung quanh. Rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng một công việc có ý nghĩa sẽ giúp gia tăng động lực, sự gắn bó, khả năng phát triển nghề nghiệp, sự hài lòng trong công việc và hiệu suất của mỗi cá nhân. Nếu được làm công việc mà bạn yêu thích, nó sẽ mang đến hiệu quả, động lực và hạnh phúc cho mọi khía cạnh trong cuộc sống của bạn. Nếu công việc của bạn có ý nghĩa, bạn sẽ có nhiều khả năng gắn bó lâu dài với nó
và sớm gặt hái được nhiều thành công. Quý vị thân mến, cuộc đời không hề dễ dàng nhưng cũng chưa bao giờ phức tạp. Tất cả do suy nghĩ của chúng ta mà nên. Chúng ta sinh ra từ đâu và khi chết chúng ta sẽ đi đâu? Chúng ta có đang sống cho giấc mơ của mình hay sống cho giấc mơ của người khác? Vậy thì lúc ta đang sống thì phải sống như thế nào để cuộc đời ý nghĩa và hạnh phúc hơn? Một cuộc đời ý nghĩa tức là các bạn phải làm được và được làm những việc này. Thứ nhất, sống cuộc sống đơn giản nhưng hạnh phúc. Chúng ta sống ở trên cuộc đời này, giàu quá chúng ta cũng không hưởng thụ hết. Cũng chỉ ăn một ngày có 3 bữa thì cần nhiều của cải vật chất để làm gì? Chỉ cần sống khỏe mạnh, chân thành yêu thương mọi người thì đó vẫn được coi là một cuộc sống giàu có, sung túc. Giữa tình yêu thương và tình yêu thương chính là một loại tình cảm. Giữa tình cảm với tình cảm chính là một loại thật lòng, thật dạ. Giữa sai lầm, tội lỗi với sai lầm cần một loại tha thứ. Hãy đem tình yêu thương của mình để sưởi ấm trái tim của người khác. Lúc ấy bạn chính là những tia nắng ấm áp của mặt trời. Như vậy mới thấy lòng ta thanh thản và cuộc đời ý nghĩa hơn, hạnh phúc hơn. Con người sống trên đời này hay toan tính, so đo đủ việc. Cổ ngữ có nói, trăm sự do tâm khởi, nụ cười giải ngàn sầu. Tâm tính tốt là người bạn tốt trong cuộc đời, nó khiến cho người ta sung sướng, thoải mái và bình an, khỏe mạnh. Người đến khi có tuổi nhất định phải để tâm được thanh thản. Ít một chút giận dữ, nhiều một chút rảnh rang, thân vội nhưng tâm nhàn là điều không thể dễ dàng đạt được. Nhưng thân vội mà tâm cũng vội thì tất sẽ sinh ra loạn. Con người còn sống ngày nào thì ngày ấy chính là phúc khí. Đời người ngắn ngủi không cần phải nuối tiếc những việc đã qua. Không bận tâm đến quá khứ thì mới sống cuộc đời ý nghĩa và hạnh phúc được. Mặt trời lặn, mặt trời lại mọc. Buồn thì một ngày cũng trôi qua. Vui thì một ngày cũng trôi qua. Cho nên đừng để tâm vào những chuyện quá vụn vặt nhỏ nhoi. Hãy để tâm được thoải mái thì thân thể mới thoải mái. Chúng ta phải biết quý trọng người thân và những người mà chúng ta có duyên gặp nhau trong cõi đời này, vì mọi chuyện đều có duyên của nó. Biết trân quý người bên cạnh mình, bởi vì mỗi một thời, một khắc ở nhân gian này càng ngày càng ít đi. Cuối cùng còn phải chia lìa để rồi hối tiếc vì những phút giây. Lẽ ra chúng ta nên trân trọng sống một cuộc đời ý nghĩa và hạnh phúc với nhau. Thứ hai, chúng ta làm các việc mà mình yêu thích. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta đối mặt với rất nhiều điều phải xử lý như công việc, gia đình, bạn bè, kinh doanh, đối tác. Tất cả đều chiếm thời gian của ta rất nhiều và có khi chúng ta không còn thời gian rảnh. Công việc cứ tới liên tục khiến ta phải giải quyết. Các công việc này có khi không phải là những công việc mà ta ưa thích, lại càng khiến ta căng thẳng và mệt mỏi. Vậy thì làm sao để cuộc sống ý nghĩa và hạnh phúc hơn mỗi ngày? Vâng, thời gian một ngày có hạn và trong cuộc đời này cũng thế. Ta nên chọn các công việc mà ta yêu thích để khi làm việc chúng ta sẽ cảm thấy yêu đời và yêu việc, để không còn nhàm chán và vơi đi mệt mỏi. Như thế sẽ làm cuộc sống có ý nghĩa, hạnh phúc hơn. Hạnh phúc không chỉ có tiền mà hạnh phúc là khi sống đúng với bản chất con người mình. Cuộc sống đơn giản mới là cuộc sống hạnh phúc. Đời người gặp được sự tình gì cũng không nên nghĩ phức tạp. Nên bỏ đi những ký ức không tốt trong trí nhớ, sống một cuộc sống vui tươi an hòa cùng mọi người. Buông bỏ sẽ giúp lòng nhẹ nhàng hơn, sẽ làm cuộc sống có ý nghĩa, hạnh phúc hơn. Thứ ba, tham vọng đi kèm với sự yêu thích. Khát vọng và thành công luôn thôi thúc chúng ta tiến về phía trước. Dù khó khăn và gặp chướng ngại vật, chúng ta vẫn kiên trì tiến lên. Chỉ có thể yêu thích công việc của mình làm thì chúng ta mới làm lâu dài và kèm theo đó là bám sát mục tiêu tham vọng của mình được. Chúng ta không thể đi đến đích mà không có đam mê công việc, không có sự yêu thích. Nếu chúng ta có một tham vọng lớn mà không gắn liền với sự yêu thích công việc đó thì chắc chắn khó mà thành công,
khó mà theo đuổi được và tất nhiên sẽ bỏ cuộc. Sự yêu thích công việc lớn sẽ biến tham vọng nhanh chóng thành hiện thực, và mỗi bước chúng ta làm, ta cảm thấy cuộc đời ý nghĩa hơn, hạnh phúc hơn biết chừng nào, vì ta đang sống trong đam mê. Thứ tư, tìm ra mục đích sống của cuộc đời bạn. Nếu bạn phải đưa ra cho bản thân một lý do để sống, đó sẽ là điều gì? Điều gì bạn tin là sẽ quan trọng? Các nguyên tắc nào bạn tin tưởng nhất? Mục đích cuộc đời bạn có phải là giúp đỡ người khác hay không? Hay đó là việc truyền cảm hứng cho mọi người qua các tác phẩm nghệ thuật hoặc ngôn từ của bạn? Tìm ra mục đích sống là một việc dễ gây nản chí, và khi nghe đến, bạn không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng đây là điều cần làm nếu bạn muốn sống một cuộc đời có ý nghĩa